Em xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em Video này em sẽ cập nhật tiếp cho chúng ta về cái dự án on chain Chúng ta làm một bước nữa Tức là cái bước tiếp theo đó là em sẽ chia sẻ chúng ta cái cách để chúng ta Nạp ETH vào trong cái ví OKX với lạch để chúng ta làm cái đồng on chain Khi vài bữa họ cho chúng ta làm nha anh chị rồi bây giờ đầu tiên anh chị xem từng bước từng bước của chúng ta làm nha Em sẽ làm chậm nhất có thể Bây giờ nói về cái quy trình để chúng ta nhận được cái đồng on chain á Về bên cái ví OKX với lại để chúng ta bán á, là chúng ta cần làm các bước sau nha Thì em nói rồi cái đồng on chain này khả năng là 99% nó sẽ lít cái sàn OKX Anh chị nha rồi, bây giờ nè, để chúng ta bán được cái đồng on-chain này là chúng ta phải có một cái sàn, thì đó chính là cái sàn OKX. Vậy, đầu tiên chúng ta phải tải cái sàn OKX này về, chúng ta đăng ký KC. Và tiếp theo đó là chúng ta cũng phải tạo đăng ký một cái ví OKX. Để chi ạ? Cái ví OKX nó có nhiệm vụ là để nhận cái đồng on-chain về đó. Khi đó chúng ta mới gúp cái đồng on-chain này từ cái ví OKX sang cái sàn OKX với lạp kiểu vậy đó anh chị anh chị nắm rõ nha rồi tiếp theo á khi chúng ta có cái sàn OKX đã cài C xác minh trên tính xong và cái quý OK với là xong chúng ta cần phải thêm cái mạng bay và cái tóc cạnh on trên vào quý đó và bước thứ ba là chúng ta vào con bot chúng ta liên kết nó vào ha rồi cái bước thứ tư này là cái bước này em đang làm cho video này nào là nạp ETH mạng bay từ sàn OKX về quý OKX OK với là để làm ra làm cái đồng on trên khi cho chúng ta làm rút về quý và bước thứ năm là chúng ta sẽ bán cái đồng trên này trên cái ví OKX với lệch luôn hoặc là chúng ta rút về cái sàn OKX chúng ta bán đó quy trình nó như vậy nha rồi bước 1, bước 2, bước 3 thực sự là em đã làm rồi ngày hôm qua em có làm một video chia sẻ chúng ta on chain mở liên kết ví OKX nhận tóc cành đó anh chị xem cái video này ở dưới cái phần mô tả của video hoặc là trong kênh youtube của em nha còn những anh chị nào đã có cái ví OKX đã có sàn OKX rồi, chúng ta nhiệm vụ chúng ta bây giờ chúng ta chỉ cần vào trong cái con box on chain chúng ta làm. Em nhầm, để chúng ta liên kết nó vào trong cái ví OKX với lọt là được nha. Nè anh chị em chỉ nè. Khi anh chị xem một cái video nào đó của em hoặc bất kỳ trên cái video nào của các kênh anh chị khác á, ở dưới cái tiêu đề này nè. Nó sẽ có cái chữ xem thêm, đó là cái phần mô tả đó, anh chị nhấp vào đó, rồi đối với em á, là anh chị nhấp vào đó Ở đây nó sẽ có cái chữ thêm chúng ta nhấp vào Em nói rồi Cái video đầu tiên á, là hướng dẫn đăng ký sàn OK cây xe bảo mật mua bán Anh chị nào chưa có sàn này Hoặc là có rồi mà chưa xác minh danh tính á, Thì chúng ta xem cái video này nha rồi cái thứ hai là cái video em hướng dẫn cho chúng ta là đăng ký cái ví OKX với lệch. Khúc đầu video á là em nói về dự án khác. Nhưng mà cái khúc sau á, anh chị xả tới khúc sau để chúng ta đăng ký cái ví là được nha. Ở đây có cái tóc cành mạng onchain luôn. Và những ai mà chưa liên kết uh, onchain vào cái ví OK là cái video này nè, là hôm qua em chia sẻ các bước nè. Bây giờ em lấy ví dụ chúng ta đã làm xong ba bước đó rồi thì bây giờ cái bước thứ tư á là chúng ta sẽ nạp ETH ha. Đó anh chị, nhưng mà trước khi vào để em cho anh chị xem là em đã liên kết được rồi anh chị nha. Hôm qua em vào uh, lúc khoảng 10 giờ mấy đêm á là em uh, làm một cái là vô tình được luôn có nghĩa là là rất, rất là may mắn anh chị nào chưa được thì chúng ta có thể vào buổi tối hoặc là buổi trưa hoặc là sáng sớm gì đó mà hiện tại là em thấy nó cũng mượt rồi anh chị thấy nè nó để là do quá lệch cái địa chỉ quý của em đã được đăng ký thành công chúng ta còn một ngày 19 giờ 2 phút và 45 giây nữa là chúng sẽ kết thúc những ngày chưa liên kết được vào cái quý ok thì chúng ta cố gắng làm chúng ta làm xong rồi chúng ta uh, từ từ hãy làm cái bước thứ tư này tức là từ từ hãy mua ETH ha không bội rồi anh chị nhấp vào, bây giờ hồi kia mình follow thì chúng ta nhấp vào cái một follow này. Thật sự cái follow này á là em cũng đã em làm hồi sáng rồi, em đã follow rồi hết trơn rồi. Nên là có thể em nhấp vào nên là nó không không có đưa chúng ta vào cái thông tin. Đó, follow rồi ha. Rồi bây giờ em đã làm xong hết rồi, bây giờ cái nhiệm vụ của em chỉ cần là nạp ETH mạng bay vào cái ví OKX em để đó để sau này em làm ra em làm khi nó cho rút ha. Rồi bây giờ cái sàn OKX OK, chúng ta vào nó. Phía bên trái nó sẽ là cái sàn. Nó rất là tiện nha. Và phía bên phải nó là cái quý web 3. Những ngày chưa có cái sàn OKX OK với OKX OK này em khuyên thật lòng chúng ta nên làm một cái một cái sàn này. Tại vì cái sàn này á là họ sẽ thường hợp tác với những cái dự án mà cho EROP và sẽ lít độc quyền trên cái sàn của họ đầu tiên. Nên cái việc mình có sẵn một cái sàn và chúng ta cây xe xác minh trên tính xong á Để sau này những cái dự án Arab của chúng ta khi mà đã list sàn á Chúng ta vào chúng ta bán ngay Còn anh chị chúng ta không có chúng ta phải đăng ký á Thì thực sự khi chúng ta bán á là họ đã xả rồi Xả là cái giá nó không còn cao nữa không còn tốt nữa Thì chúng ta không thể nào chúng ta bán được giá cao Em nói là cho anh chị nắm ngang Nên đăng ký một cái sàn này Xác minh trên tính xong hết Thì cái video hướng dẫn phần mô tả đó em có làm hết rồi Nó hơi dài nhưng mà chi tiết mọi người xem nha rồi đây là cái sàn nè còn đây là cái ví bên phải là cái ví nè, đó anh chị thấy không ạ? À? hôm qua em đã làm rồi em đã thêm cái đồng tóc cạnh onchain nè, giá này hiện tại là 0.04373, đó và cái cái mạng bay ETH nè, rồi bây giờ làm sao để em nạp cái đồng ETH cái mạng bay vào đây được thì trước tiên á là em phải về cái bên cái sàn để em mua cái đồng ETH, thì cái việc mà giao dịch mua bán anh chị có thể xem các video ở dưới phần mô tả của em để chúng ta hiểu cái cách mua bán trên cái sàn này hen. bây giờ chúng ta vào có một tài sản nè em lấy ví dụ em đã mua được um, URT rồi nó nằm bên cái ví phun nè em được 38 đô đúng không em lấy ví dụ nha anh chị bây giờ em sẽ chuyển từ ví phun sang cái ví giao dịch em nói luôn cái ví phun này là cái ví để cho chúng ta kiểu như là nạp rút từ sàn này qua sàn khác từ sàn này qua ví khác hoặc là chúng ta rút về ATM còn cái quý giao dịch đó là cái quý để cho chúng ta thực hiện giao dịch trên sàn hai cái nó khác nhau tiền của chúng ta thường nó sẽ nằm bên cái quý funding anh chị nhắc vào có một chuyển tiền rồi sau đó anh chị thấy nè chuyển từ tài khoản funding sang giao dịch thì chúng ta sẽ chọn cái đồng nào chúng ta đang có thường được nó sẽ là cái đồng usdt chúng ta có thể chọn một tối đa hoặc là chúng ta uh, chỉnh lại ví dụ như em chọn 12 đi em lấy ví dụ nha anh chị rồi em sẽ chọn xác nhận nè thì lúc này á 12 USDT của em nó sẽ chuyển từ cái quý full din sang cái quý giao dịch. Là cái quý giao dịch em sẽ có 12 đô ở đây nè. Anh chị thấy không ạ? Rồi bắt đầu em mới giao dịch nè. Rồi bây giờ anh chị có thể vào cái mục OK phía dưới bên trái hoặc là vào cái mục giao dịch ở giữa cũng được. Em sẽ lấy cái mục giao dịch ở giữa đi ha. Sau đó anh chị nhấp vào cái chữ ARTI trên USDT nè để chúng ta chọn cái cặp giao dịch và anh chị nên chọn cái mục giao ngay. Chúng ta gõ cho em cái chữ là ETH chúng ta sẽ chọn ETH với cái cặp là USDT nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mua thì chúng ta có 12 đô chúng ta kéo full đi. Chúng ta chọn mua ETH luôn. Cái lệnh của anh chị nó chưa khớp, nó sẽ nằm ở dưới đây nè, nó có để cái lệnh giới hạn chưa khớp. Còn khi nó khớp rồi nó sẽ không còn hiển thị nữa. Lấy ví dụ nha. Đó anh chị thấy không ạ? Bây giờ em sẽ quỷ nè, em sẽ mua theo cái lệnh thị trường đi cho nó nhanh. Rồi, em sẽ chọn mua ngay luôn đi Đó khi anh chị mua ngay là nó sẽ không nằm ở trên đây nữa Mà nó trực tiếp là nó sẽ bán luôn cho chúng ta Về trên cái uh, quý Cái quý giao dịch của chúng ta theo cái lệnh chúng ta vừa mua Ở đây anh thấy nè Em sẽ có ETH là em 0.0034145811.98 Rồi bây giờ em có ETH rồi Em mới bắt đầu em rút về bên cái quý OKX Bây giờ em quay trở lại nè anh chị vào cái mục ok phía dưới bên trái chúng ta chuyển sang cái quý web 3 bên phải là chúng ta đang về cái quý nào để chúng ta lấy cái địa chỉ để chúng ta nạp về đây rồi anh chị chọn em cho em là bay eth nha đó chúng ta chọn cái mục nhận nè sau đó chúng ta sao chép cho em nha rồi sau đó chúng ta quay trở về nhấp vào phía trên bên phải sau đó anh chị vào cái sàn giao dịch sau đó chúng ta chọn một tài sản ha rồi chúng ta vào cái quý uh, giao dịch đi Chúng ta sẽ chuyển tiền Anh chị chuyển từ thằng giao dịch sang full Anh chị gõ URT sang uh, ETH nè Chúng ta chọn tối đa cho em nha Chúng ta chọn xác nhận Anh chị gõ nè 0.00341458 xác nhận. Đó, lúc này là nó sẽ không còn nằm bên cái pool giao dịch nữa mà nó sẽ chuyển việc cho chúng ta cái ví điên nha. Đây. Rồi lúc này chúng ta sẽ chọn cái mục là rút nè anh chị. Rút là chúng ta rút từ cái sàn này ra cái sàn khác hoặc là ra cái ví khác nha. Còn nạp là chúng ta nạp từ các ví các sàn khác vào đây. Chọn một rút. Chúng ta chọn rút nè. Còn cái B2B là giao dịch á, giữa người với người đó. Ở đây chúng ta sẽ chọn cho em cái đồng ETH chúng ta chọn trên chủ nha ở đây chúng ta sẽ dán cái địa chỉ của chúng ta vào cái địa chỉ hồi nãy đó ở đây chọn mạng nè, chúng ta nhấp vào cái mũi tên tam giác bên phải ở đây nó sẽ có nhiều mạng anh chị thấy không ạ à? nó có ETH bay nè có một số anh chị hỏi em á, trên cái sàn ok sao không thấy cái mạng thấy không thấy ETH mạng bay là nó có nha anh chị nhấp vào nè đúng mạng mới được rồi ở đây chúng ta chọn tối đa cho em đó rồi chúng ta chọn cái một gút nè. Tại vì á cái mạng bay này nè khi anh chị rút á, là chúng ta sẽ tốn ga nó rất là ít so với chúng ta rút từ cái mạng ATH của nó luôn. Bây giờ chúng ta nhấp vào gửi cho em. Nhấp vào cái dấu tích chọn tiếp tục. Chọn xác nhận. Rồi chúng ta chọn thiết lập mẫu khóa bằng quan tay hay gì đó. Đã gửi yêu cầu anh chị thấy không ạ? Chúng ta chọn xem chi tiết Khi nào mà nó nằm ở dưới cái mục này hoàn tất là xong nha anh chị Đó, anh chị chờ đợi ha Ở đây có thông tin hết nè anh chị Rồi Anh chị thấy thác của em đã không còn đúng không ạ Rồi bây giờ anh chị xem Chúng ta về cái quý web uh, 3 Khi nào mà nó về á là nó sẽ hiển thị cái số dư trên đây rồi bây giờ nè em lấy ví dụ của em đã nhận được rồi ha trong thời gian chờ đợi đi chúng ta đã nhận chúng ta đã có eth trên cái mạng bay rồi thì sau này nè chúng ta vào cái khi mà bên cái dự án on chain đó hay là trên rem đó trên telegram chúng ta nhấp vào con bot này nó cho chúng ta làm thì chúng ta chỉ cần nhấp vào làm và khi đó đó họ sẽ nói là bạn sẽ chịu ga nếu mà dự án của họ chi cho chúng ta luôn cái phần ga đó thì thật sự rất là mừng kiểu như họ chi rồi họ trừ vô cái đồng on chain luôn á thì chúng ta khỏe không cần làm cái bước này còn nếu mà không có á, thì chúng ta bắt buộc phải có eth trên cái mạng bay để chúng ta trong cái biết ok ok chúng ta để chúng ta làm ha nó kiểu vậy đấy anh chị nói chung cái bước thứ tư này á, là em làm để cho anh chị cập nhật ha anh chị không vội để làm những ai mà liên kết quý được thì chúng ta nên làm còn chưa liên kết quý được thì chúng ta không vội nha thì ở đây em đã đăng nhập vào được và em đã follow của họ rồi nè anh chị thấy không ạ ha bình luận cái đi cho nó có tương tác rồi sau đó anh chị sẽ nhấp vào cái dấu ít phía trên bên trái chúng ta chọn một quảng đóng thì sau này nó sẽ mở cái chức năng đó chúng ta rút về bây giờ để em xem coi là có hay không nha đây sau thời gian chờ đợi thì anh chị thấy em đã được là 0.003374 ETH và cái ví OKX OK này nó phải là cái ví mà chúng ta liên kết với cái dự án on chain nha đó rồi cơ bản là vậy nha anh chị quy trình nè em nhắc lại một cái cho mọi người nắm nha đầu tiên phải có cái sàn OKX OK, xác minh danh tính KC xong sau đó chúng ta sẽ đăng ký luôn cái ví OKX OK với lạc thì hai video đó em đã chia sẻ rồi nó nằm ở dưới cái cái tiêu đề này có rồi ha rồi cái bước thứ ba là chúng ta sẽ liên kết cái ví OKX OK với lệch vào trong cái dự án on chain trong Telegram là cái video này. Còn cái video nạp ETH vào cái mạng bay đó trên cái ví OKX OK với lệch nó là cái video đang xem này ha. Nó bốn bước như vậy và còn một cái video nữa là sẽ rút làm cái đọc on chain về bên cái ví ví OKX OK và bán. Thì anh chị chúng ta từ từ em sẽ cập nhật tiếp cho anh chị ha. Thời gian còn hơn một ngày mọi người cố gắng chúng ta vào ha cái on chain này á, tổng cung nó có 100 triệu và nó chi cho cộng đồng đâu đó là khoảng 20 mươi theo em nhớ không lầm là vậy và nó là cái thuộc cái mạng bay là hai trên Ethereum và được con bay ươm mầm nên cái về cái tiềm năng của nó là cực kỳ lớn và đeo của họ cũng khá là giàu nên anh chị có thể bán ngay chờ xuống nó mua lại hoặc là chúng ta có thể hâu chờ up chain luôn em nghĩ cái này nó sẽ bay cũng khá là nhiều đấy không thua dự án nó đâu anh chị tại vì nó là một cái uh, mảng của cái hệ pay và phía sau nó là những cái đeo những cái đội ngũ cũng rất là xịn ha thì đó là cái quan điểm của em thì mọi người có thể bán hoặc là hâu thì tìm mọi người nha và em xin phép dùng video nha anh chị